Trường Đại học Dầu khí Việt Nam PVU trong những năm vừa qua là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và thực tiễn sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo sự phát triển lâu dài của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN và sự phát triển chung của đất nước. Đội ngũ giảng viên của PVU đa số được đào tạo tu nghiệp tại các trường đại học hàng đầu trên thế giới, cộng với cơ sở vật chất được đầu tư hiện đại, đồng bộ, đạt chuẩn quốc tế. Chương trình đào tạo tiên tiến, ngôn ngữ giảng dạy bằng tiếng Việt và tiếng Anh hiện là một trong những thế mạnh nổi bật của nhà trường. Ngoài ra, PVU còn liên kết và hợp tác với các chuyên gia, giáo sư nổi tiếng trong ngành dầu khí trên thế giới, giảng dạy chương trình nâng cao nhằm sớm hiện thực hóa tầm nhìn trở thành trường đại học xuất sắc, góp phần vào việc xây dựng một nền giáo dục chất lượng cao tại Việt Nam. Phát huy thế mạnh mô hình nhà trường trong doanh nghiệp, từ năm 2001 đến nay, PVU đã thành lập trung tâm bồi dưỡng nâng cao để tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu các lĩnh vực trong và ngoài ngành dầu khí. Trung tâm đã tổ chức nhiều chương trình đào tạo chuyên sâu với giảng viên là các giáo sư, chuyên gia hàng đầu đến từ các quốc gia như Mỹ, Na Uy, Anh, Hà Lan, Ai Cập, Pháp. Hiện nay, bên cạnh việc đào tạo, dịch vụ phân tích, thí nghiệm cũng là lợi thế của PVU. Nhà trường được trang bị hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại, đồng bộ phục vụ công tác phân tích ở tất cả các khâu của công nghiệp dầu khí. Thank you.